Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn về chủ đề xét nghiệm ADN cha con trước sinh. Thì như chúng ta đã biết, trong các cái video trước tôi đã đề cập, hiện nay công nghệ xét nghiệm ADN phổ biến nhất hiện nay đó là làm xét nghiệm ADN cha con sau sinh. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa công nghệ thì hiện nay chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm ADN huyết thống cha con trước sinh. Đây là xét nghiệm ADN huyết thống cha con ngay từ khi mẹ bầu đang mang thai ở giai đoạn sớm của thai kỳ với cái độ tin cậy đạt trên 99,9%. Và xét nghiệm ADN cha con trước sinh thì về bản chất đó là kỹ thuật tách chiết và phân tích ADN tự do của thai nhi có trong máu mẹ ở tuần thai thứ 7 nhằm xác định mối quan hệ huyết thống cha con giữa thai nhi và người cha nghi vấn. Công nghệ xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn có thể xác định chính xác quan hệ cha con từ khi đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Và đây chính là một bước tiến lớn trong y học hiện đại và đang được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Và hiện nay, Trung tâm xét nghiệm ADN Novagen đang là một trong những địa chỉ uy tín để triển khai các xét nghiệm ADN huyết thống không xâm lấn nhằm xác định chính xác người cha giả định của thai nhi. Đối với nhóm xét nghiệm ADN trước sinh thì chúng ta có hai loại kỹ thuật. Một là xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn bằng mẫu máu và hai là xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn bằng mẫu nước ối. Ở trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là theo thứ tự phân loại thì tôi đang để xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn bằng mẫu máu trước và xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn bằng mẫu nước ối sau. Tuy nhiên trên thực tế thì kỹ thuật xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn bằng mẫu nước ối là kỹ thuật ra đời trước và đã được triển khai và ứng dụng thực tế rất lâu trước khi xét nghiệm ADN không xâm lấn bằng mẫu máu ra đời. Và trong các cái phần slide tiếp theo tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về từng phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh này. Đầu tiên đó là công nghệ xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn bằng mẫu máu. Thì xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn sẽ sử dụng mẫu máu của người mẹ để tiến hành xét nghiệm. Và như trên hình chúng ta thấy là ở hình bên tay phải chúng ta có thể hiện một cái hình ảnh về thai nhi và các cái mạch máu của mẹ, nó sẽ có cái hình cầu màu đỏ và các chuỗi xoắn kép ở đây là thể hiện của ADN thai nhi. Thì trong nhau thai có chứa các ADN của thai nhi và khi tế bào nhau thai già và chết thì tự sẽ giải phóng ra các cái ADN lẫn với ADN tự do trong máu của người mẹ. Và thuật ngữ nó gọi là cell-free ADN hoặc là cell-free DNA. Và từ tuần thứ 7 của thai kỳ thì thai nhi bắt đầu phóng thích các ADN tự do vào máu của mẹ và cái nồng độ của nó, ADN thai nhi chiếm khoảng 10% tùy vào độ tuổi của thai nhi. Và ADN tự do của thai nhi có trong máu của mẹ sẽ tồn tại trong suốt quá trình mang thai và sẽ chỉ mất đi vài giờ sau khi đứa trẻ được sinh ra. Do vậy, khi mà cái công nghệ tách chiết ADN phát triển thì kỹ thuật xét nghiệm ADN huyết thống không xâm lấn đã được ứng dụng để tách các ADN tự do này của thai nhi để phân tích. Và phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn bằng mẫu máu sẽ chỉ cần lấy 7 đến 10ml máu tĩnh mạch cánh tay của mẹ để tách ADN thai nhi. Và còn mẫu của bố thì chúng ta chỉ cần lấy mẫu máu đầu ngón tay hoặc là dùng nhíp nhổ vài sợi tóc có cái gốc sợi tóc là có thể tách được ADN mẫu của bố. Và sau đó, sau khi mà quá trình phân tích cái ADN thai nhi bằng cái hệ thống phân tích giải trình tự gen thế hệ mới thì sẽ được dùng để so sánh đối chiếu với kết quả phân tích ADN mẫu của bố và để từ đó đưa ra cái kết luận về người cha giả định của thai nhi. Tiếp đến là tôi đề cập đến trên màn hình, các bạn sẽ thấy là cái thông tin về xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn bằng mẫu nước ối. Thì như tôi đã trao đổi ở trong slide trước thì đây là kỹ thuật mà đã ra đời trước so với kỹ thuật không xâm lấn. Và đối với kỹ thuật xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn bằng mẫu nước ối này thì quy trình làm việc nó phức tạp hơn so với việc lấy mẫu máu. Và cái việc
bác sĩ sản khoa, cái việc lấy mẫu ối ấy, thì sẽ phải do các cái bác sĩ sản khoa có nhiều năm kinh nghiệm để tiến hành siêu âm và chọc dò mẫu nước ối của sản phụ được cần được kiểm tra. Và trước khi mà tiến hành cái quy trình lấy nước ối này thì sản phụ sẽ phải được tiến hành cái xét nghiệm máu để đánh giá cái yếu tố RH. Trong các cái video trước tôi có đề cập đến cái nhóm máu RH là nhóm máu rhesus. Thì đây là hệ phân loại nhóm máu được đặt tên theo loài khỉ rhesus mà đã được nghiên cứu lần đầu tiên. Và ở trên cơ thể người thì nhóm máu RH bao gồm một số kháng nguyên mang tên là kháng nguyên RH, và phổ biến nhất trong số này là kháng nguyên D. Đây là một protein xuyên màng. Và nếu như kháng nguyên RH hiện diện trên màng tế bào hồng cầu thì máu sẽ được phân loại là RH dương tính. Còn nếu như trên hồng cầu không có các kháng nguyên RH thì máu được coi là âm tính. Và quá trình trong ối có thể làm cho một lượng nhỏ máu của em bé trộn lẫn với máu của mẹ bầu. Và cái ý nghĩa của xét nghiệm máu yếu tố RH sẽ được tiến hành trước khi trọc ối để đảm bảo không xảy ra cái hiện tượng bất đồng nhóm máu giữa sản phụ và thai nhi có thể xảy ra sau này. Và nếu như sản phụ vượt qua được cái xét nghiệm mẫu máu RH này thì sẽ được chuyển sang bước tiếp theo là bác sĩ sản khoa sẽ tiến hành siêu âm và chọc dò để lấy mẫu nước ối. Và sau đó bác sĩ sẽ hút khoảng 10ml dịch nước ối này và bảo quản trong môi trường lạnh và chuyển ngay sang phòng thí nghiệm để phân tích ADN. Và nếu như so sánh với cái điều kiện để làm xét nghiệm ADN trước sinh bằng kỹ thuật xâm lấn thì đối với cái kỹ thuật chọc ối, mẫu nước ối của người mẹ chỉ được lấy từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 22 của thai kỳ. Và do vậy nếu như mà sản phụ nào mà nằm trước hoặc là sau cái giai đoạn này của thai kỳ thì đều không được chỉ định để làm các xét nghiệm ADN trọng ối. Và tương tự như cái phương pháp xâm lấn bằng mẫu máu thì mẫu của bố cũng chỉ cần lấy mẫu máu hoặc là lấy mẫu gốc chân tóc là đủ. Và như vậy chúng ta có thể thấy là mặc dù cùng làm cái công nghệ xét nghiệm ADN trước sinh thì tuy nhiên giữa hai phương pháp là không xâm lấn bằng mẫu máu và xâm lấn bằng mẫu trọng ối nó đều có những cái điều kiện và cái ưu nhược điểm riêng. Thì trên màn hình là tôi đã tiến hành so sánh hai phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh dựa trên một số cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là về điều kiện làm thì phương pháp không xâm lấn bằng mẫu máu sẽ được thực hiện từ tuần thai thứ 7 cho đến hết thai kỳ của người mẹ mang thai. Còn đối với phương pháp xâm lấn bằng mẫu trọng ối thì sẽ chỉ thực hiện được từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 22 của thai kỳ. Đối với cái loại mẫu của con thì phương pháp không xâm lấn sẽ sử dụng mẫu máu của mẹ để tách ADN thai nhi. Ở đây chúng ta lưu ý là có rất nhiều người nghĩ rằng là thế vậy thì khi lấy mẫu máu của mẹ thì làm sao chúng ta có thể tách được ADN cái mẫu máu của con. Thì ở đây chúng ta hình dung là ở đây chúng ta đang tách ADN của thai nhi chứ không tách mẫu máu của thai nhi. Đấy. Thế còn đối với phương pháp xâm lấn thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu dịch nước ối để tách ADN của thai nhi. Và đối với cái loại mẫu của bố thì hai phương pháp này đều dùng chung một cái tiêu chí, đó là chỉ cần lấy một trong những cái loại mẫu, ví dụ như mẫu máu, mẫu tóc hoặc là mẫu nước bọt. Về thời gian trả kết quả thì phương pháp không xâm lấn sẽ yêu cầu cái thời gian trả kết quả là trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Thế còn cái phương pháp xâm lấn bằng trọng ối thì sẽ có thời gian trả kết quả nhanh hơn là vào trong khoảng từ 5 đến 7 ngày làm việc. Về độ chính xác thì cả hai phương pháp này hiện nay cho đến thời điểm hiện nay đã đều đạt được cái độ tin cậy và độ chính xác của kết quả phân tích ADN là trên 99,99%. Đối với cái giá thành về xét nghiệm thì phương pháp xét nghiệm ADN không xâm lấn sẽ rơi vào khoảng từ 24 đến 28 triệu cho một ca gồm mẫu bố và mẫu của máu của mẹ. Thế còn đối với cái xét nghiệm ADN trước sinh xâm lấn thì giá thành chi phí cho một ca nó sẽ rơi vào khoảng từ 10 đến 16 triệu cho một ca bao gồm một mẫu của bố và một mẫu dính nước ối của mẹ. Và cuối cùng là về độ an toàn thì về bản chất cả hai phương pháp này đều đảm bảo được cái độ an toàn rất là cao. Tuy nhiên hiện nay
so với cái mẫu kỹ thuật xét nghiệm ADN trước sinh bằng kỹ thuật xâm lấn, bằng là chúng ta phải siêu âm và chọc dò mẫu để lấy được mẫu nước ối, thì cái kỹ thuật xâm lấn này cần phải được các bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm trực tiếp tiến hành để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Bởi vì về trên thực tế là đã có các cái bài báo nghiên cứu đã cho thấy rằng là có một tỷ lệ nhất định là nó rơi khoảng 1-2% là có những cái biến chứng trong quá trình mà tiến hành chọc dò để lấy mẫu nước ối đối với cái kỹ thuật mà xâm lấn này. Thế còn đối với kỹ thuật không xâm lấn thì hiện nay các cái chuyên gia về trong lĩnh vực sản phụ khoa cũng như là các cái nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học phân tử đều cùng chung một cái quan điểm rằng là cái kỹ thuật không xâm lấn cho cái tính an toàn cao hơn. Bởi vì là cái ADN thai nhi sẽ được tách thông qua cái việc mà lấy máu tĩnh mạch cánh tay của mẹ, do vậy mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới thai nhi và cũng không ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mẹ. Và do vậy mà hiện nay cái mặc dù là có cái chi phí cao hơn và cái thời gian trả kết quả lâu hơn, thế nhưng cái phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh bằng kỹ thuật không xâm lấn mẫu máu đang được sử dụng nhiều hơn và được các bác sĩ sản khoa khuyến nghị sử dụng, đặc biệt là đối với những sản phụ mà đã có những cái nền sức khỏe yếu. Thì nếu như mà có mong muốn xét nghiệm ADN trước sinh thì chúng tôi cũng khuyến nghị là nên sử dụng cái phương pháp không xâm lấn bằng mẫu máu để đảm bảo được cái sự an toàn cho cả mẹ và thai nhi trong cái suốt cái quá trình thai kỳ. Thì trên đây là một số những thông tin cơ bản về cái xét nghiệm ADN trước sinh, và tôi cũng đã trao đổi cùng với các bạn đi qua những cái đặc điểm cơ bản của cái xét nghiệm ADN trước sinh này. Và trên thực tế thì mặc dù có những cái ưu điểm như vậy, thế nhưng mà không phải gia đình nào cũng có đủ cái điều kiện tài chính để làm cái phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn. Thế do vậy hiện nay các cái phương pháp xâm lấn thì vẫn là một cái sự lựa chọn của nhiều gia đình muốn khi mà có nhu cầu làm cái xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh, bởi vì do là cái giá thành nó cũng rẻ hơn và cái thời gian kết quả nó cũng nhanh hơn. Và tuy nhiên có một điểm là các bạn cũng yên tâm rằng là cho dù bạn chọn xét nghiệm nào, loại xét nghiệm nào không xâm lấn và xâm lấn, thì các bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực xét nghiệm ADN vẫn luôn luôn đảm bảo đặt cái yếu tố an toàn lên cao nhất. Và trong các cái trung tâm xét nghiệm ADN thì đều có những cái tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo làm sao mỗi cái xét nghiệm ADN trước sinh đều được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và đảm bảo tính an toàn cũng như là đảm bảo được cái tính chính xác của cái phân tích ADN. Cuối cùng là chúng ta có một số lưu ý đối với cái việc mà xét nghiệm ADN trước sinh ấy, thì sẽ có những cái nhóm đối tượng sau mà chúng ta sẽ không tiến hành được cái xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh. Nhóm thứ nhất là nếu như mà mẹ bầu mang thai sinh đôi, là song thai hoặc là đa thai, thì chúng ta sẽ không thể tiến hành cái xét nghiệm ADN để xác minh quan hệ cha con trước sinh, bởi vì trong mẫu máu của mẹ tồn tại cả ADN tự do từ hai em bé, hai hoặc nhiều em bé, và do vậy mà công nghệ hiện nay thì chưa cho phép chúng ta tách riêng từng loại ADN của thai nhi trong giai đoạn mang thai. Và đối với nhóm thứ hai mà cũng không thể tiến hành các xét nghiệm ADN trước sinh được, đó chính là các trường hợp mà sản phụ đã trải qua cái quá trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF và sử dụng tinh trùng hoặc phôi hiến tặng. Đấy. Và ngoài ra, cái người cha nghi vấn mà bị cáo buộc là có họ hàng gần thì cũng không thể tiến hành được xét nghiệm ADN trước sinh. Và một số cái sản phụ mà thuộc nhóm là bị chẩn đoán là ung thư hoặc là bị tiền sản giật hoặc là đã truyền máu gần đây hoặc là ghép tủy xương, ghép tạng hoặc là điều trị tế bào gốc, thì tất cả những cái nhóm sản phụ này cũng không được khuyến nghị để tiến hành các xét nghiệm ADN trước sinh. Thì trên đây là một số những cái thông tin cơ bản mà tôi đã chia sẻ với các bạn về cái xét nghiệm ADN huyết thống cha con trước sinh. Và mọi thông tin câu hỏi các bạn trao đổi thì có thể là truy cập website là novagen.vn hoặc là gọi hotline 0933 15 28 28.
Trong trường hợp các bạn muốn trao đổi trực tiếp với tôi là tiến sĩ Đặng Trần Hoàng, phụ trách trung tâm ADN Novagen, thì các bạn có thể dùng điện thoại quét trực tiếp này để kết nối với tôi qua kênh Zalo, và chúng ta có thể trao đổi thêm các cái thông tin liên quan trên cái Zalo của tôi. Và bài chia sẻ của tôi đến đây là hết, và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và mọi thông tin liên quan đến cái xét nghiệm ADN, xét nghiệm gen sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh NIPT thì các bạn có thể gửi câu hỏi đến cái tổng đài tư vấn của chúng tôi là qua số điện thoại 0987 666 081. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của trung tâm xét nghiệm ADN Novagen.